mừng các bạn quay trở lại với series học tiếng Nhật online cùng với Thiên Trần. Buổi trước chúng ta đã luyện tập bài 4, 5, 6 rồi, đúng không nhỉ? Các bạn đã thuộc hết từ vựng chưa? Nếu chưa thì các bạn có thể quay đi quay lại xem clip đến khi nào chúng ta chắc kiến thức rồi chúng ta học tiếp nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài số 7, được chưa nào? Như mọi khi chúng ta cùng nhau đọc từ vựng nhé. Ở trong bài này có rất nhiều từ mượn được viết bằng chữ cứng. Đây các bạn nhìn thấy không? Cho nên là nếu các bạn không thuộc bảng chữ cứng là bảng katakana ấy, thì là sẽ rất khó đọc được những chữ này nhá. Rồi chúng ta cùng đọc nào. Cắt là kirimasu, kirimasu. Gửi okurimasu, okurimasu. Cho agemasu, agemasu. Nhận moraimasu, moraimasu. Cho mượn kashimasu, kashimasu. Mượn karimasu, karimasu. Dạy oshiemasu, oshiemasu. Học, học từ ai? Naraimasu, naraimasu. Gọi. Từ này thì có rất nhiều nghĩa, nhưng mà nếu nó ghép với từ điện thoại đằng trước là denwa, denwa o kakemasu thì nó sẽ có nghĩa là gọi điện thoại các bạn nhé. Thì tạm thời trong bài này chúng ta học nghĩa của từ này là từ gọi. Kakemasu, kakemasu. Một chữ T thôi, đúng không nhỉ? T là bàn tay, T là tay các bạn nhé. T, T. Tiếp theo, đôi đũa là hashi, hashi. Từ này là từ mượn, đúng không nào? Cái thìa ấy, tiếng Anh người ta đọc là spoon, đúng không? Ở đây cũng vậy, spoon. Âm pu này ngân ra một âm này, trường âm các bạn nhé. Spoon. Và cuối cùng là âm nhé. Spoon, được chưa? Con dao, knife, knife. Dĩa, fork, fork. Kéo, hasami, hasami. Máy fax, fax, fax. Đây là âm ghép của âm phư và âm a các bạn nhé. Như thường lệ chúng ta học là chỉ có âm ghép với những âm ya, yu, yo nhỏ thôi, đúng không? Thế nhưng mà thực tế ra là nó có thể ghép thành nhiều âm nữa. Bởi vì là phiên âm tiếng nước ngoài nó rất khó, đúng không nào? Có rất nhiều phiên các thứ âm tiết đa dạng khác nhau, cho nên người ta phải dùng nhiều cách. Thì ở đây mặc dù là ghép chúng ta chưa học, thế nhưng mà các bạn cứ nghĩ đơn giản thôi. Các bạn cứ đọc từng chữ một và đọc nhanh vào xong nối với nhau. Phu và a, đúng không? Pha, được chưa ạ? Pha, phu a, được chưa? Fax, fax. Máy đánh chữ wapuro, wapuro. Wa ở đây là Word, Word trong từ phần mềm Word của chúng ta vẫn đánh văn bản á. Wapuro có nghĩa là pro, professional, có nghĩa là nổi tiếng, tức là có nghĩa là chuyên nghiệp, tức là cái phần mềm đánh chữ chuyên nghiệp. Thì ở đây chúng ta dịch là máy đánh chữ, người ta viết tắt lại thành wapuro, wapuro. Máy tính cá nhân, máy tính cá nhân. Pasokon, paso, đây là chữ so nhá. Các bạn thấy không, chữ so và chữ ân khá giống nhau này. Đây là chữ ân nhá, đây là chữ so này. Pasokon, 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 pasokon. Tiếp theo cái đục lỗ này. Panchi, panchi. Cái dập kim. Hochikisu, hochikisu. Băng dính. Serotepu, serotepu, serotepu. Nhớ trường âm tepu nhé. Bên này chúng ta có cục tẩy. Keshigomu, keshigomu. Từ này được ghép bởi cả chữ hiragana và chữ katakana. Gôm ngự có nghĩa là cái cục gôm, đúng không? Cái cục gôm rồi cái cục cao su đấy. Và keshi trong từ keshimas có nghĩa là xóa, dập, cho nên người ta đã ghép lại, tức là cái cục gôm để xóa gọi là cục tẩy, đúng không? Keshigomu, keshigomu. Tờ giấy kami, kami. Hoa hana, hana chúng ta nghe rất nhiều rồi đúng không? Ở đây trong một chữ có hai chữ này rất giống nhau này, các bạn đừng nhầm đây là chữ gì nhỉ? Như mình nói này, các thứ tự, các nét viết trên dưới và cuối cùng từ dưới đánh lên, được chưa? Trên dưới đánh lên như này là chữ shi, còn chữ này là từ trái phải bên phải nữa kéo xuống thì là chữ chư, đúng không? Chúng ta sẽ đọc là shiatsu. Shiatsu là áo sơ mi, được chưa? Shirt tiếng Anh đó. Shiatsu. Ok. Món quà present tiếng Anh đúng không? Ở đây người ta đọc là presento. Presento. Các bạn thấy không? Tiếng Anh chúng ta mà có hay cái từ ở cuối câu mà hay đọc nhỏ nhỏ là ví dụ như present hay là table thì cái âm cuối giống như là âm r đấy, hay là tờ hay là đờ hay là sờ mà nhỏ nhỏ đấy, thì tiếng Nhật người ta đều tách ra thành một chữ riêng. Âm cuối là âm t nhỏ thì người ta sẽ đọc thành chữ to. Presento, thấy chưa nhỉ? Ví dụ như cái bàn là table đúng không? Âm cuối là âm rr thì tiếng Anh thì tiếng Nhật người ta sẽ đọc là teburu thành chữ đự luôn các bạn nhé. Đó. Cái này thì mình giải thích thêm để các bạn nếu mà chú ý một chút thì các bạn có thể tự mình phiên âm từ tiếng Anh sang tiếng Nhật. Được chưa ạ? Tiếp theo hành lý này. Nimotsu. Nimotsu âm chữ các bạn nhớ nhá. Chữ chữ không phải chữ. Chữ chữ bật hơi mạnh qua hai kẽ răng này. Chữ nimotsu, được chưa nhỉ? Chúng ta có tiền okane. Okane. Tấm vé, vé tàu, vé xe chúng ta sẽ gọi là kippu. Kippu ở bên Nhật ấy thì mà Việt Nam cũng vậy thôi, nhưng mà ở bên Nhật ấy khi mua vé tàu xe người ta có một cái tấm vé rất là nhỏ, nhỏ xíu như thế này thôi các bạn ạ. Rất là bé, chỉ khoảng hai ngón tay như thế này thôi. Thì cầm cái tấm vé đấy đi qua cái máy chết nhét nó vào để trong cái máy đấy nó đục lỗ, sau đó chúng ta lại đi qua cái máy đó và nhấc nó lên và đi lên tàu. Đó thì cái đó người ta gọi là kippu, được chưa? Âm ngắt kit kit kit, nói chữ ki và ngắt lại kit kippu, được chưa? Kippu. Tiếp theo Giáng sinh đúng không? Tiếng Anh là gì các bạn? Christmas đúng không? Vậy thì tiếng Nhật người ta sẽ đọc là Kurisumasu, được chưa? Các bạn thấy không? Từ Christmas cái âm cuối cùng này nó biến hẳn thành một chữ sư luôn. Đó, cho nên các bạn cứ đọc rõ ra. Kurisumasu. Kurisumasu, chưa ạ? Bố, gọi bố mình ấy. Nói với người khác về bố mình thì chúng ta sẽ nói là chichi. Chichi. Tương tự mẹ sẽ là haha. Haha, được chưa nhỉ? Nói về bố của người khác đúng không? Ví dụ là hôm nay bố của bạn có khỏe không? Đúng không? Bố của bạn có nhà không? Thì chúng ta sẽ nói oto-san, đúng không? Các bạn để ý có từ san nhá, thì là nói về người khác, bố của người khác. Oto-san, đây là trường âm này. Oto-san. Tương tự mẹ của người khác là oka-san. Oka-san, nhớ cả hai đều có trường âm. Cuối cùng là từ mô. Từ mô này lát nữa chúng ta sẽ học ngữ pháp. Ở trong mẫu câu là đã làm một việc gì đó rồi thì nó giống như cái từ rồi của tiếng Việt mình, tức là cái việc đó đã được hoàn thành và chúng ta không chỉ đơn giản nó là đã làm mà thêm từ rồi có nữa, có nghĩa là chúng ta nhấn mạnh nó, đúng không? Mô, mô là rồi nhá. Còn từ mada tức là chưa. Mada, mada ne, mada mada desu, có nghĩa là vẫn chưa đâu, được chưa nào? Rồi, ngoài ra trong bài này còn một từ nữa. Ngoài ra trong bài này còn một từ nữa mình muốn giới thiệu với các bạn. Ở đây mình viết tạm vào đây nhé. Sore kara. Thực ra từ này chúng ta cũng có thể tự suy ra thôi nhé. Sore kara. Sore là gì nhỉ? Là cái đó đúng không? Kara có nghĩa là từ. từ cái đó, thực ra là từ đó đúng không? Sore kara. Ví dụ trong câu chúng ta nói là sáng nay tôi ăn sáng, tập thể dục, rồi sau đó đúng không? Thì cái từ sau đó chúng ta sẽ dùng từ này sore kara. Từ lúc đó, sau đó tôi làm một việc gì đó, tôi đi học hoặc tôi đi làm chẳng hạn, chưa nhỉ? Đó là từ sore kara nhé. Rồi, chúng ta tiếp tục học ngữ pháp nào. Ở bài trước đó chúng ta đã học mẫu câu mà di chuyển bằng phương tiện gì đó đúng không? Ví dụ như là tôi đi học bằng xe đạp. Chúng ta sẽ nói gì nhỉ? Đi học thì tức là đi đến trường các bạn nhé. Các bạn đừng ghép từ đi với từ học. Đi học tức là đi đến trường. Vậy chúng ta sẽ nói thế nào nhỉ? Xe đạp là gì? Jitensha. Được chưa? Jitensha và bằng xe đạp có nghĩa là gì? Jitensha de gakkou e ikimasu. Jitensha de gakkou e ikimasu. Vậy là sau phương tiện chúng ta sẽ sử dụng trợ từ D đúng không? Trợ từ D. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học về trợ từ D. Nó không chỉ dùng trong phương tiện đi lại đúng không? Trong câu di chuyển mà nó là phương tiện nói chung. Ví dụ trong bất kỳ hoạt động gì, ví dụ như là tôi ăn cơm bằng đũa đúng không? Người Việt Nam chúng ta ăn cơm bằng đũa hoặc là thìa. Ví dụ như là người phương Tây thì người ta ăn pizza, ăn bánh pizza bằng dao và dĩa đúng không? Hay là ăn mì thì phải ăn bằng đũa đúng không nào? Vậy thì tất cả công cụ, phương tiện nói chung chúng ta sẽ đều sử dụng trợ từ D các bạn nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Chúng ta sẽ có mẫu câu là danh từ. Mình sẽ viết tắt lại. Tức là công cụ, phương tiện nói chung. Công cụ, phương tiện. Và đừng quên trợ từ D rất quan trọng nhá. Trợ từ D và cuối cùng là động từ. Ví dụ ăn bằng đũa, ăn bằng thìa, cắt giấy bằng kéo đúng không? Cắt thịt bằng dao chẳng hạn thế. Thì bằng từ D chính là bằng của chúng ta nhé. Rồi, một mẫu câu chỉ có danh từ và động từ như vậy thôi, rất đơn giản đúng không nào? Vậy chúng ta thử nói ăn bằng đũa, nói thế nào các bạn? Chúng ta sẽ nói bằng đũa trước đúng không? Đũa là gì nhỉ? Hashi. Hashi. Hashi các bạn nhớ nhé. Cái từ hashi này ở trong bài giới thiệu mình đã nói là nó có hai nghĩa đúng không? Viết bằng chữ hiragana như thế này thì người ta sẽ không hiểu được nó là cái gì đó. Thế nhưng mà hai cái nghĩa của nó là đũa và cầu ấy, thì thực ra nó có cách đọc hơi khác nhau một chút. Đó là cái sự trọng âm, nhấn âm. Ví dụ nếu là đôi đũa thì chúng ta sẽ nhấn vào chữ ha. Được chưa ạ? Hashi. Hashi. Đó, nhưng mà nhiều người vẫn hay nhầm thành là đọc chữ ha cao và chữ xì thấp, là các bạn đọc thành há xì. Há xì, được chưa? Là không phải nhé. Đó không phải là cái vấn đề dấu, mà ở đây là cái vấn đề trọng âm vào từ ha. Cho nên các bạn, khi chúng ta nhấn vào từ nào đó thì cảm giác là chúng ta sẽ thường tăng cái âm độ của từ lên, cảm giác nó cao hơn thôi. Vậy thì chúng ta sẽ đọc là ha xì. Ha xì. Nhấn mạnh vào chữ ha. Ha xì. Còn nếu là cây cầu thì chúng ta sẽ nhấn vào chữ si và sẽ đọc là ha xì. Ha xì. Được chưa nhỉ? Đó. Rồi vậy chúng ta có hashi bằng đũa, vậy là hashi de. Được chưa nhỉ? Hashi de. Và ăn là gì? Tabemasu. Ăn bằng đũa, được chưa? Tôi ăn bằng đũa. Tại sao mình lại viết cách ở đây? Bởi vì mình muốn thêm một chút thông tin cho câu nó thêm sinh động hơn. Ví dụ như là tôi ăn cơm bằng đũa, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ thêm từ cơm vào đâu đây? Chúng ta phải ghép nó đi liền với động từ này nhé. Cơm là gohan. Và trợ từ không thể thiếu cho tân ngữ này là gì các bạn? Ô đúng không? Chúng ta có hashi de gohan wo tabemasu. Xin lỗi các bạn. Hashi de gohan wo tabemasu. Hashi de gohan wo tabemasu. Ăn cơm bằng đũa, chúng ta sẽ nghịch dịch từ đuôi dịch lên này. Ăn cơm bằng đũa, được chưa nhỉ? Tiếp theo, chúng ta làm một ví dụ nữa. Cắt giấy bằng kéo, hoàn toàn tương tự với câu này đúng không? Cắt giấy bằng kéo. Vậy chúng ta sẽ nói kéo trước là gì? Hasami. hasami và trợ từ de. Hasami de. Giấy là gì? Kami. Và trợ từ o, kami o, được chưa? Và cắt là gì các bạn? Kirimasu. Hasami de kami o kirimasu. Cắt giấy bằng kéo, được chưa nhỉ? Và nếu như các bạn muốn nói chủ ngữ thì đơn giản thôi là ở đầu câu, đúng chưa nhỉ? Tôi ăn cơm bằng đũa, hay là anh Yamada, Yamada-san wa hasami de kami o kirimasu, được chưa nhỉ? Thêm một câu nữa, tôi viết bằng máy đánh, tôi viết báo cáo bằng máy đánh chữ, được chưa nhỉ? Giống như mình hay viết báo cáo trên máy tính ấy, đây là người ta viết bằng máy đánh chữ. Vậy thì chúng ta có máy đánh chữ đầu tiên, đúng không? Vừa nãy mình mới học từ mượn wapuro, tức là wood, wapuro, và trợ từ de, wapuro de. Và báo cáo là gì các bạn? Repoto nhá, cũng là đi mượn luôn, repoto, trường âm. Và trợ từ ô cuối cùng là viết là kakimasu. Wapuro de, wapuro de reporto o kakimasu, được chưa ạ? Các mẫu câu hoàn toàn giống nhau. Cụm từ, động từ và tân ngữ bao giờ cũng đi cùng với nhau các bạn nhé. Đó, thực ra thì các bạn có thể đổi vị trí của cái cụm này với cụm này. Ví dụ chúng ta sẽ đọc cái cụm này trước là gohan o hashi de tabemasu. Thực ra cũng không sai về mặt ngữ pháp. Tuy nhiên là để cho nó logic và hợp lý thì bao giờ động từ với tân ngữ của nó cũng nên đi cùng với nhau, đúng không? Cho nó dễ hiểu. Gohan o tabemasu tức là ăn cơm. Còn nếu các bạn tách ra là cơm, ăn bằng đũa thì nó hơi gọi là hơi khó hiểu thôi, đúng không? Chứ còn cũng không sai. Đó, chưa nhỉ? Hơn nữa nhá, ở đây bằng phương tiện công cụ, không chỉ phương tiện công cụ, có thể là bằng ngôn ngữ chẳng hạn. Ở đây các bạn có thể nói là tôi viết báo cáo bằng tiếng Nhật thay vì bằng máy đánh chữ, bằng ngôn ngữ tiếng Nhật chẳng hạn, hay tiếng Anh tiếng Nhật. Các bạn cũng có thể thay vào đây, miễn là từ bằng là từ D, có từ D là được nhé. Bằng tiếng Nhật là gì nhỉ? Nihongo de reporto o kakimasu, được chưa nhỉ? Bằng ngôn ngữ gì cũng được các bạn nhé. Rồi, từ D của này của chúng ta có nghĩa là bằng, bằng cách thức thực hiện, được chưa nhỉ? Rồi, tiếp theo, đây là ngữ pháp đầu tiên nhé. Tiếp theo cũng ứng dụng mẫu câu này, mẫu câu bằng ngôn ngữ, được chưa? Chúng ta sẽ dùng làm câu hỏi hay là để phiên dịch, dịch một câu gì đó. Tức là ví dụ như là xin lỗi, cái này tiếng Nhật gọi là gì, đúng không? Khi mà chúng ta chưa biết tiếng Nhật, chúng ta sang đấy gặp người Nhật, chúng ta sẽ hỏi người ta xem nó nói như thế nào, nó gọi là cái đồ vật gì, đúng không? Câu này là câu rất quan trọng để chúng ta có thể liên kết với người nước ngoài và để hỏi, để biết thêm thông tin, kiến thức, đúng không? Thế thì chúng ta có mẫu câu, chủ ngữ sẽ là cái câu đấy, đúng không? Ví dụ như là xin lỗi cho tôi hỏi cái từ xin chào tiếng Nhật là gì chẳng hạn, đúng không? Vậy thì xin chào là mình biết là tiếng Việt của mình rồi, đúng không? Đây là mình, ví dụ các bạn đang hỏi cô giáo ơi xin chào tiếng Nhật đọc là gì? Thì chúng ta sẽ nói xin chào wa sensei, xin chào wa, đúng không? Bằng tiếng Nhật đọc là gì? Tức là bằng tiếng Nhật, đúng không? Nihongo, Nihongo và trợ từ de, Nihongo de là gì? Chúng ta sẽ có cụm từ nan desu ka. Bắt đầu từ bài hôm nay mình sẽ viết dần bằng kanji để cho chúng ta nhìn quen dần nhé. Cái từ nghi vấn từ hỏi cái gì của chúng ta ấy, là đây là chữ kanji của nó nhé. Nó có hai cách đọc là nan và nani. Và với cách đọc nào như thế nào thì bài trước chúng ta đã học rồi, đúng không? Ở đây là đi sau là từ d, đúng không? Trong hàng ta, đa, đó thì chúng ta sẽ đọc là nan. Nan desu ka, được chưa nào? Rồi, xin chào wa nihongo de nan desu ka. Xin chào bằng tiếng Nhật là gì? Được chưa nào? Rồi, hay như là các bạn gặp một người Anh, người nước ngoài, người Anh ở bên Nhật chẳng hạn. Tất nhiên là các bạn không biết tiếng Anh, các bạn nói chuyện với người ta bằng tiếng Nhật vì họ cũng đang ở Nhật mà. Bây giờ các bạn sẽ hỏi người ta là cảm ơn bằng tiếng Nhật, đúng không? Là arigato. Arigato tiếng Anh là gì, đúng không? Thế thì chúng ta có cái câu đấy làm chủ ngữ. Arigato. Arigato wa. Các bạn lưu ý này, trong văn nói thì không quan trọng, nhưng mà trong văn viết thì cái mẫu câu này là câu trích dẫn lại, cho nên là các bạn phải để trong ngoặc kép nhé, đúng không? Arigato wa tiếng Anh là gì? Ego. Trợ từ de. Ego de. Và cuối cùng là gì đấy? Nan desu ka. Nan desu ka. Đấy chứ nào, ở trên mình viết phiên âm rồi, ở dưới mình không viết nữa. Các bạn tự hiểu, đây là nan đúng không? Arigato wa ego de nan desu ka. Được chưa nhỉ? Cảm ơn bằng tiếng Anh là gì? Được chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ trả lời làm sao, đúng không? Trong trường hợp này, ví dụ ở đây cái người nước ngoài đó, người ta sẽ trả lời là gì đấy? Là thank you, đúng không? Thế thì người ta sẽ nói là thank you. Thank you cũng phải để trong ngoặc các bạn nhé. Thank you, cái ngoặc đây là cách viết của chữ Latin. Cái ngoặc kép ở trong cái việc mà trích dẫn một câu hay một từ gì đó là của chữ Latin là chúng ta dùng cái ngoặc kép này, đúng không? Còn của tiếng Nhật là dùng cái ngoặc vuông mà 1/2 này, 1/2 cái dấu ngoặc vuông như thế này này. Đó, các bạn dùng bàn phím tiếng Nhật thì các bạn sẽ thấy. Đó. Rồi, ở đây sẽ trả lời là thank you, đúng không? Vậy thì rất đơn giản, đó là thank you desu. Vậy thôi. Thank you desu. Được chưa nhỉ? Cái câu trên này, xin chào wa nihongo de nan desu ka? Xin chào bằng tiếng Nhật là gì? Đúng không? Chúng ta sẽ có 3 cách nói là ohayou gozaimasu desu, hoặc là konnichiwa desu, hoặc là konbanwa desu. Được chưa nhỉ? Rồi. Vậy là chúng ta đã xong cái phần phương tiện công cụ này nhé. Ở phần này thì chủ yếu muốn nhấn mạnh về cái từ D này, trợ từ D, chỉ phương tiện công cụ. Thì cùng là từ D, cùng là trợ từ D, nhưng ở bài trước chúng ta đã học nó lại làm trợ từ cho địa điểm nơi xảy ra hành động, đúng không nào? Ví dụ như là tôi ăn cơm ở nhà hàng, trong trường hợp đó cũng sử dụng trợ từ D ở sau từ nhà hàng. Restaurant D, được chưa nhỉ? Restaurant D. Và các bạn đừng nhầm lẫn nhé. Và thực ra thì trong trường hợp danh từ đứng trước này nó là công cụ hay là nó là một địa điểm, chúng ta đều có thể dễ hiểu được, cho nên là cái trường hợp mà bị nhầm nó cũng không nhiều đâu. Nên các bạn cứ yên tâm nhé. D, tạm thời chúng ta đã học D có nghĩa là bằng này, và D có nghĩa là ở nơi có hành động. Được chưa nào? Ok, chúng ta sang ngữ pháp thứ 3. Mẫu ngữ pháp thứ 3 này chúng ta sẽ học một loại câu khá là thú vị. Đó là mẫu câu mà khi trao đổi một đồ vật, trong ví dụ di chuyển, ví dụ cho hay nhận một cái hành động, một cái sự việc gì đó với một đối phương, đúng không? Tức là chúng ta phải có 2 đối tượng. Ví dụ tôi cho anh Yamada cuốn sách chẳng hạn, tức là đã có một đối tượng là từ mình là chủ ngữ và trao một món quà, đúng không? Hay là gọi điện thoại này, hay là cho mượn tiền này, hay là dạy tiếng Nhật, và đối tượng của chúng ta là một người khác là anh Yamada. Thì trong ví dụ này mình sẽ viết tắt là anh A hay là anh A nhé. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Chúng ta có mẫu câu đầu tiên là tôi cho cuốn sách. Mình viết trước là tôi cho cuốn sách nhé. Mình sẽ viết đầy đủ cả chủ ngữ là watashi. Wow. Cho cuốn sách, đúng không? Thì chúng ta phải có động từ cho và cuốn sách là hon. Hon. Và trợ từ O bình thường các bạn nhé. Động từ cho là gì? Agemasu. Được chưa? Watashi wa hon wo agemasu. Tôi cho quyển sách. Nhưng câu này bị thiếu đúng không? Và mình đã viết cách ở đây là để làm gì đây? Chúng ta sẽ điền đối tượng vào đây là A-san. Và Trợ từ rất quan trọng chính là trợ từ ni nhá. Bài trước chúng ta đã học trợ từ ni là trợ từ của thời gian, đúng không? Tức là vào lúc. Nhưng trợ từ ni nó còn có rất nhiều ứng dụng các bạn nhé. Và đến hôm nay thì chúng ta đã học trợ từ ni là tới. Tức là giống như ở trong tiếng Anh là từ to ấy, hoặc là hay tiếng Việt mình là từ đến. Mình, tôi cho quyển sách đến anh Yamada, đúng không? Tiếng Việt mình, do tiếng Việt mình không có trợ từ này cho nên là hơi khó nói, nhưng mà cũng dễ hiểu, đúng không nào? Và watashi wa, tôi cho cuốn sách, và đối tượng là anh A, thì chúng ta sẽ dùng trợ từ ni, được chưa nhỉ? Và nó sẽ được đặt ở vị trí này, trước cái hành động này các bạn nhé. Đặt trước cái hành động, được chưa nào? Ai sang ni hongo agemasu. Tóm lại là chúng ta sẽ nói ai là người cho trước này, mình hay là một người nào đó. Tiếp theo là đối tượng để cho này, đúng không? Ở đây là anh A. Nói xong hai cái đấy rồi mới nói đến hành động là gì, được chưa nhỉ? Watashi wa ai sang ni hongo agemasu, được chưa nhỉ? Tiếp theo chúng ta có một câu khác. Tôi dạy tiếng Nhật cho học sinh, đúng không? Vậy thì vẫn là tôi, watashi wa. Đối tượng là gì các bạn? Học sinh, gakusei, được chưa? Và chọn từ gì đây? Ni. Và hành động của mình là gì nhỉ? Dạy tiếng Nhật, đúng không? Mình sẽ nói tiếng Nhật Nihongo. Nihongo, trợ từ O. Trợ từ O, và cuối cùng là dạy, bảo, chỉ là từ Oshiemasu nhá. Watashi wa gakusei ni Nihongo o oshiemasu. Tôi này là người cho, đúng không? Tiếp theo là đối tượng này. Và cuối cùng là cụm động từ, nhóm động từ, được chưa nhỉ? Tiếp, anh A gọi điện thoại cho anh B. Đây là cũng mẫu câu, cũng là mẫu câu mà có đối tượng, đúng không? Đối tượng nhận. Vậy thì là anh A sẽ là A rằng qua, đúng không? Đối tượng là gì? Anh B, B rằng. Và trợ từ ni, A rằng wa, B rằng ni. Tạm thời là anh A cho anh B, cho cái gì nhỉ? Ở đây là điện thoại, gọi điện thoại, đúng không? Là denwa o. Và như động từ khi nãy đọc từ vựng mình đã nói là gì đây? Kakemasu. A rằng wa, B rằng ni, denwa o kakemasu. Anh A gọi điện thoại cho anh B, được chưa nhỉ? Tiếp theo, chúng ta còn một từ nữa. Đó là từ cho mượn, đúng không? Thực tế thì có rất nhiều từ, nhưng hôm nay thì mình sẽ minh họa một số từ thôi. Đúng không? Chúng ta có từ cho này, dạy này, gọi điện này. Và một từ nữa trong bài học hôm nay đó là cho vay, đúng không? Cho vay tiền cũng phải có đối tượng, đúng không? Bây giờ mình sẽ nói là anh B cho anh C vay tiền, được chưa? Vậy chúng ta sẽ nói là B rằng wa, được chưa? Cho anh C rằng ni. Xin lỗi các bạn, phải đọc tiếng Anh nhé. B rằng wa, C rằng ni, được chưa? Cho vay tiền, vậy thì là động từ cho vay và tân ngữ tiền, đúng không? Vay tiền là okane. Okane o. Cho vay là gì? Kashimasu, được chưa? B rằng wa, C rằng ni, okane o kashimasu, được chưa? Các bạn đã quen với mẫu câu này chưa? Chủ yếu là chúng ta có đối tượng để nhận. Đối tượng để nhận, đúng không? Chủ ngữ này, sau đó là đối tượng luôn. Đừng quên trợ từ ni nhá. Sau đó mới là động từ, được chưa nhỉ? Các bạn lưu ý giúp mình một trường hợp nho nhỏ này nhé. là cái trường hợp mà chúng ta ví dụ như là gọi điện thoại này cho anh B, anh A gọi điện thoại cho anh B, đúng không? Thì trong trường hợp ở đây nếu không phải là một cá nhân mà là một tập thể, một tổ chức, ví dụ như là một công ty, đúng không? Hay là một ngân hàng, một thư viện, được chưa ạ? Thì chúng ta còn ngoài từ ni ra thì chúng ta còn sử dụng từ e nữa các bạn nhé. Trong trường hợp đấy thì có thể sử dụng từ e. Còn nếu mà cho một cá nhân nào đó thì chúng ta chỉ sử dụng từ ni thôi. Đó. Bởi vì cái từ e này nó có nghĩa là phương hướng nó ở trong cái câu di chuyển của chúng ta là tôi di chuyển đến đâu chẳng hạn, đúng không? Nihon e ikimasu có nghĩa đi Hà Nội, đúng không? Thì cái từ e thì giống như là chỉ phương hướng, hướng đến, được chưa ạ? Gọi điện thoại đến công ty chẳng hạn. Đó, thì đấy là lưu ý một chút của mình ở cái phần này. Rồi, chúng ta cùng nhau học mẫu ngữ pháp thứ tư. Khi nãy thì chúng ta đã học mẫu ngữ pháp tức là cho, đúng không? Cho đi một thứ gì đó, hoặc là dạy cho ai, hoặc là gọi điện thoại đến ai, hoặc là cho ai đó vay tiền, đúng không? Thì trong ngữ pháp này sẽ là ngược lại, tức là nhận một việc gì đó, một thứ gì đó từ ai đó, đúng không? Tức là chúng ta cũng có đối tượng cả, nhưng lần này sẽ là nhận. Thì trái với các loại câu lúc nãy chúng ta đã học, ví dụ như là tôi dạy tiếng Nhật cho học sinh, thì cô giáo dạy tiếng Nhật cho học sinh, thì câu ngược lại sẽ là học sinh học tiếng Nhật từ cô giáo, đúng không? Học sinh học tiếng Nhật từ cô Hiền chẳng hạn thế. Hoặc là anh B cho anh C vay tiền, thì bây giờ chúng ta sẽ nói anh C lên làm chủ ngữ vay tiền của anh B. Lúc nãy là cho vay, đúng không? Động từ cho vay, còn bây giờ là động từ vay. Thì anh C sẽ lên làm chủ ngữ anh C vay tiền từ anh B, được chưa nào? Đây là câu nhận nhé, chúng ta sẽ có thể nói tóm tắt đó là câu nhận. Vậy thì mẫu câu này cũng hoàn toàn tương tự với mẫu câu trước. Gakse, học sinh học tiếng Nhật từ cô Hiên, đúng không? Học tiếng Nhật là gì? Tiếng Nhật là Nihon. Đúng rồi, Nihon. Nihongo, đúng không? Ô. Chúng ta có từ học. Như bài trước chúng ta đã học là Benkyou shimasu, đúng không? Thì cái từ Benkyou này nó nghĩa của nó hơi rộng nha, nó không chỉ có nghĩa là học, nó còn có nghĩa là giống như kiểu là nghiên cứu, học tập nghiên cứu một cái gì đó. Cho nên là không sử dụng trong trường hợp này, đúng không? Chúng ta sẽ dùng từ naraimasu, tức là học từ ai đó, học có người hướng dẫn, thì chúng ta sẽ sử dụng là Nihongo o naraimasu. Chưa? Gakusei wa Nihongo o naraimasu. Học sinh học tiếng Nhật. Và đối tượng, đúng không? Cái người mà dạy cho họ. Ví dụ như mình là Hiên rằng, đúng không? Hiên rằng. Và cũng sử dụng trợ từ ni luôn. Nhưng trong trường hợp này từ ni sẽ có nghĩa là từ, đúng không? Học sinh học tiếng Nhật từ cô Hiên, được chưa nhỉ? Giống hoàn toàn với câu khi nãy chúng ta học là cho đấy, cho ai cũng dùng ni, và bây giờ là nhận từ ai cũng dùng ni, được chưa các bạn? Rồi, tiếp mình sẽ làm một ví dụ nữa. Tôi nhận hoa từ anh Yamada, đúng không? Watashi wa, được chưa ạ? Đối tượng là gì đấy? Từ anh Yamada. Chúng ta sẽ viết Yamada-san trước, đúng không? Yamada-san ni watashi wa Yamada-san ni. Thì cuối cùng là nhận hoa. Hoa là gì? Hana. Và từ nhận, động từ nhận là gì? Moraimasu. Watashi wa Yamada-san ni hana wo moraimasu. Tôi nhận hoa từ anh Yamada, được chưa nhỉ? Đó, chúng ta sẽ dịch là từ, đúng không? Trường hợp này sẽ là từ. Đó. Một ví dụ nữa. Tôi vay tiền từ ngân hàng, đúng không? Bây giờ đối tượng của chúng ta là ngân hàng. Tôi vay tiền từ ngân hàng. Watashi wa, được chưa? Mình sẽ nói vay tiền trước nhé. Okane. Okane o Vay là khi nãy là từ động từ cho vay, đúng không? Còn bây giờ là động từ vay là karimasu. Hai từ khá là giống nhau, các bạn đừng nhầm lẫn nhé. Cho vay là kashimasu, vay là karimasu. Được chưa nhỉ? Tôi vay tiền, được chưa? Từ ngân hàng chúng ta có Inko. Và cuối cùng có phải là trợ từ ni không? Ở đây mình muốn các bạn lưu ý nhé. Nếu như mà tôi vay tiền từ một người nào đó, từ anh A, anh B, thì chúng ta sẽ sử dụng từ ni nhé. Nhưng trong trường hợp này là một tổ chức, một công ty, đúng không? Là ngân hàng, chúng ta sẽ không sử dụng từ ni mà sẽ sử dụng từ kara. Đó, có nghĩa là từ ngân hàng. Các bạn lưu ý nhé. Lúc nãy trong trường hợp cho ấy, nếu mà cho một tổ chức, được chưa, gọi điện đến một tổ chức thì các bạn dùng từ ni hay e đều được. Nhưng nếu các bạn nhận một cái gì đó từ một tổ chức thì không được dùng ni mà chỉ dùng kara thôi nhá. Ginko kara okane o karimasu. Được chưa nhỉ? Watashi wa ginko kara okane o karimasu. Các bạn lưu ý giúp mình nhá. Kara nhá. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ học ngữ pháp cuối cùng. Một mẫu câu cũng rất đơn giản thôi, bởi vì thực ra là chúng ta đã học rồi. Đó là mẫu câu đã làm một việc gì đó rồi, đúng không? Thì chúng ta đã học ở bài trước cách chia động từ về quá khứ, đúng không nhỉ? Ví dụ là ăn là tabemasu. Chúng ta đã học ăn là tabemasu. Đây là thể mát sự nhá. Và chuyển sang quá khứ là gì? Tabe mashita, đúng không? Masu sẽ chuyển thành mashita. Tương tự ikimasu sẽ chuyển thành ikimashita, đúng không? Ikimasu, ikimashita. Tabemasu, tabemashita. Vậy thì động từ gửi okurimasu sẽ chuyển thành okurimashita, đúng không? Okurimashita. Được chưa nào? Rất đơn giản. Masu chuyển thành mashita. Được chưa? Vậy thì trong câu chúng ta muốn nói tôi đã làm một việc gì đó rồi, thì thực ra là câu này chúng ta đã làm rồi, đúng không? Ví dụ tôi đã ăn thì là watashi wa tabemashita là đủ rồi, đúng không? Nhưng trong bài hôm nay là chúng ta còn thêm một từ, đó là từ rồi. Có nghĩa là giống như kiểu chúng ta nhấn mạnh là xong rồi, làm hoàn thành rồi. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ có từ mô nhá. Mô đặt trước các động từ này. Ví dụ đã ăn rồi, chúng ta sẽ nói là mô tabemashita. Được chưa? Mô ikimashita, mô okurimashita. Được chưa nhỉ? Chúng ta cùng viết một câu cụ thể ở đây nhé. Ví dụ ai đó cứ giục bạn đã gửi hành lý chưa, đúng không? Đã gửi hành lý chưa? Được chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ nói câu hỏi đấy nhé. Thực ra câu hỏi thì cũng giống với câu trả lời thôi, khác một chút. Chúng ta sẽ nói mô, được chưa? Okurimasu ka? Okurimasu shita ka. Được chưa nhỉ? Tại sao mình lại viết cách ở đây? Bởi vì là mình muốn thêm một tân ngữ cho nó đầy đủ thông tin. Nimotsu, hành lý. Nimotsu o mo nimotsu o okurimashita ka. Đã gửi hành lý chưa? Được chưa? Chúng ta sẽ câu trả lời là nếu mà gửi rồi thì đúng không? Gửi rồi chúng ta sẽ chỉ cần nói là động từ thôi, không cần lặp lại tân ngữ nữa, chỉ cần nói động từ và thêm cái từ mô này nữa này để nhấn mạnh này. Hai, đầu tiên là phải hai trước đã nhá. Vâng, tôi gửi rồi. Chúng ta sẽ có mô okurimashita. Hai, mô okurimashita. Được chưa nhỉ? Trong trường hợp không phải Iie. Trường hợp này mình muốn các bạn lưu ý giúp mình một chút nhé. Bởi vì là các bạn sẽ thường nghĩ là chúng ta sẽ chia thành dạng phủ định, đúng không? Rồi phủ định trong quá khứ, phủ định là okurimasen, rồi chia quá khứ là deshita, đúng không? Nhưng thực ra không phải, đấy không phải là câu trả lời chính xác. Bởi vì nếu như các bạn nói là okurimasen deshita có nghĩa là tôi đã không gửi, được chưa nhỉ? Tức là tôi đã không làm hành động đó trong quá khứ. Nhưng ở đây nếu như chúng ta muốn trả lời là tôi chưa gửi, thì các bạn cũng thấy được tiếng Việt mình khác nhau mà. Chưa gửi và đã không gửi là khác nhau, hai câu khác nhau, đúng không? Vậy thì chưa gửi có nghĩa là tôi vẫn đang trong tình trạng là chưa gửi hành lý. Thì cái mẫu câu đấy chúng ta vẫn chưa học các bạn nhé. Chưa học, tạm thời chúng ta chỉ có thể trả lời là vẫn chưa thôi. Vẫn chưa, chứ không có động từ là chưa gửi nhé. Chúng ta chỉ trả lời được là mada desu. Rất đơn giản, đúng không? Iie mada desu. Iie mada desu. Được chưa? Các bạn lưu ý đừng nói là okurimasen deshita có nghĩa là không gửi, đã không gửi nhá. Không đúng, được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta cùng đọc lại này. Mo nimotsu o okurimashita ka? Ở đây mình viết nhầm nhá, xin lỗi các bạn. Mo nimotsu o okurimashita ka? Anh đã gửi hành lý chưa? Vâng, tôi gửi rồi. Hai. Mo okurimashita. Chưa, vẫn chưa. Nào nhỉ? Iie mada desu. Iie mada desu. Cái từ mada này mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn một chút, là trong trường hợp ví dụ ai đó mà khen mình ôi tiếng Nhật giỏi thế, đúng không? Thì chúng ta thường là khiêm tốn, đúng không? Chứ chúng ta không thể nói tôi giỏi tiếng Nhật được, đúng không? Chúng ta sẽ khiêm tốn là không đâu, cũng không giỏi lắm đâu, hoặc là vẫn chưa đâu. Thì lúc đó người ta thường nói là iie mada mada desu. Iie mada mada desu có nghĩa là vẫn chưa đâu, được chưa nhỉ? Cái đấy là một phần tham khảo thêm nhé. Rồi, ok. Vậy là hôm nay chúng ta đã hoàn thành xong từ vựng và ngữ pháp của bài số 7 rồi, đúng không nào? Ngữ pháp cũng không quá khó, đúng không? Chúng ta đã học thêm, mở rộng cái vai trò của trợ từ D, sử dụng chung cho các phương tiện nói chung, không chỉ trong câu di chuyển, đúng không? Và trợ từ ni trong câu có đối tượng, đối phương, đúng không? Thực hiện cho nhận. Đó, mình sẽ nói tắt là câu cho nhận đối tượng thì chúng ta sẽ sử dụng trợ từ ni. Và trong câu đã làm gì rồi thì chúng ta sẽ sử dụng từ mô, đúng chưa? Còn nếu chưa làm thì chúng ta sẽ sử dụng từ mada, được chưa nào? Bài hôm nay mình muốn các bạn nhớ giúp mình cốt yếu vai trò của 4 từ này, được chưa nào? Rồi, vậy là chúng ta sẽ kết thúc bài học ở đây. Các bạn cố gắng luyện tập thật nhiều nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Minasan, arigatou gozaimashita.